Trong cuộc họp với Tổng Giám đốc của Yuki Chin Technology, Kola Deja Kosareva, những thông tin trọng yếu cho sự phát triển của công nghệ đường dây đã được hé lộ. Cô cho biết, trong năm 2022, công ty đã ký hai hợp đồng quan trọng, trong năm 23 thêm một hợp đồng lớn. Vào năm 22 đã ghi nhận việc hoàn vốn và thu về một khoản lợi nhuận nhỏ. Kết quả kiểm toán sẽ được công bố trong thời gian gần. Tài sản của tập đoàn cũng đã tăng lên. Vào năm 23 chúng ta sẽ tăng chỉ số này. Ngày nay, tiềm lực tri thức và sản xuất mạnh mẽ tạo điều kiện cho việc hoàn thành bất kỳ đơn đặt hàng nào, bao gồm cả việc thực hiện hóa tuyến đường giá nhất là 100 km. Theo như Andrei Simanovic, trưởng phóng thiết kế của bộ giao thông của tập đoàn, một số dự án đang diễn ra, một tại Belarus và tại Nga có hai dự án lớn. Những dự án này liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng container và vận tải hàng rời. Tại Sara UAE, tuyến số 4 cho vận tải hạng nặng đang hoàn thiện nốt những công việc cuối cùng và chờ lắp tàu khởi chạy. Đại hội cổ đông Ecofest năm nay sẽ diễn ra ở tại Belarus và Sara để chào đón những nhà đầu sở hữu công nghệ trên khắp thế giới tới thăm và trải nghiệm công nghệ vượt trội này. Để thành công trên đường đời, có hai yếu tố cần thiết phải học, đó là biết phớt lờ cái gì và đặt niềm tin vào đâu. Clement